Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chúng ta, hôm nay ngày đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường chúng ta sinh sống được tốt đẹp, theo như thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã ban ra Laudato Si, mọi tạo vật ca tụng ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lụy chúng con. Xin hương lòng thương xót, xin hương lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất cho Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì hơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan để tỏ lòng biết ơn. Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịt, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa, ca tụng người chôn cao thẳm uy linh, ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng người lẫm liệt uy phong. Ta thần
cầm tiên sơn, ca tụng Chúa bằng vũ điệu chung đua, ca tụng người theo cung đàn nhịp sâu. Ca tụng Chúa đi với chúng trẻ vang rền, ca tụng người cùng thanh la ân ỏi, hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo hội đặc biệt chú tâm đến môi trường, và tổng giáo phận chúng ta dành đặc biệt ngày hôm nay để cầu nguyện cho việc chăm lo và bảo vệ môi trường chúng ta sinh sống. Cái bài đọc Thánh Kinh hôm nay cũng thật là ý nghĩa. Trong bài đọc thứ nhất, trang thư hôm nay trích từ thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse mà chúng ta đi tham dự lễ cưới hay nghe đọc. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu,
hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Và nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, thì hãy xem gương của Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi đức tính, thì anh em phải có lòng bác ái, là mối dây liên kết tuyệt hảo, và tâm hồn anh em sẽ bình an. Và trong một hiệp nhất, trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Anh em hãy hết dạ tri ân. Đây là trang thư mà trong thánh lễ hôn phối chúng ta cũng thường hay nghe, để nhắc cho đôi bạn trẻ khi bước vào đời sống gia đình biết yêu thương nhau, biết lấy lòng yêu thương bác ái để giúp nhau. Và nếu như có khám phá ra những tính hư tật xấu của nhau thì cũng biết tìm cách để mà chuyển hóa. Và ước gì lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Và để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Đức Giáo Hoàng ra một thông điệp mới nhất, Laudato Si. Muôn tạo vật ơi, hãy ca khen, chúc tụng ngợi khen Chúa. Không những chúng ta được mời gọi hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca, mà đồng thời hãy làm, hãy nói năng nhân danh Chúa Giêsu và luôn cảm tạ Thiên Chúa Cha. Chúng ta được mời gọi đi vào trong cảnh vực thần linh của Thiên Chúa và muôn tạo vật. Môi trường chúng ta sống ngày hôm nay đang bị đe dọa. Và vì thế cho nên các Kitô hữu nỗ lực để mà xây dựng một môi trường xanh, môi trường của thiên nhiên, môi trường mà Thiên Chúa đã tạo dựng, trao vào tay con người để con người phát huy, để làm cho cái bầu khí mình sống được trong lành, được tốt đẹp. Cũng thật là ý nghĩa, trong những ngày này giáo xứ chúng ta cũng cố gắng trồng lấy một vài cây xanh để làm cho khung mát khung trời Hà Đông của mình nóng bức. Hôm vừa rồi các cha đến đây dâng lễ tạ ơn, cha nào ra rồi cũng ngúng ngậy bảo trời, cái nhà thờ sao nóng quá vậy. Thế thì mình cũng đang cố gắng để tìm cách nào để cho nó có những mảng xanh tươi mát, để ít ra mình nhìn nó cũng dịu lại cái nóng bức, đặc biệt trong những ngày hè. Thế thì lời Chúa hôm nay vang lên để cho chúng ta bước vào trong cảnh vực thần linh mà Chúa sáng tạo muốn cho con người sống, sống hạnh phúc. Và cũng như vậy, trong trang phúc âm cho thấy rằng đời sống con người tương quan với nhau trong một sự thân thiện với nhau. Và thậm chí Chúa Giêsu còn nói mạnh mẽ rằng hỡi những anh em là những người đang lắng nghe thời đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Chu choà, khó vô cùng, cực kỳ khó. Câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng một người ăn mày ăn xin đến trước một đại gia xin. Anh ta mong một vài đồng xu nhỏ, một chút bánh vụn. Thế nhưng mà không được. Cái người giàu có ấy đã không cho, còn mắng nhiếc anh. Anh cứ đứng lì ra đó,
cái người giàu có này không chịu được, mới lấy cục đá ném cho anh một phát. Người ăn mày mới lượm cái hòn đá đó cất vào cái bị ăn xin của mình, nói: được rồi, hãy đợi đấy, khi nào nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ cho nhà ngươi ăn lại cái cục đá này. Và rồi người ăn xin cứ mang mang trong mình cái hòn đá nặng như vậy. Lời chúc dữ của người ăn xin đã xảy ra. Anh đại gia này tán gia bại sản, bể hợp đồng và sa cơ thất thế. Và rồi người ta thấy anh bị giông vào nhà tù. Thế anh mày này mới trông thấy, mới rút cái hòn đá của mình ra tính tương cho anh này một cái. Thế nhưng rồi cái người ăn mày ăn xin ngày xưa ấy nhìn cái người giàu có này sau khi bị phá sản rồi, thì thấy mặt anh ta tiều tụy đáng thương quá, cho nên anh ta không có lấy cái cục đá đó mà tương anh kia nữa, mà anh ta bỏ xuống. Và anh ta nghĩ rằng tại sao mình lại cứ mang cái hòn đá nặng đến như vậy, để làm gì? Rồi cuối cùng đứng trước cái cảnh tiều tụy và đáng thương thì mình đâu có ném đá được, cũng phải bỏ viên đá đó xuống. Tại sao suốt mấy năm nay đi đâu mình cứ mang cái hòn đá đó? Khi chúng ta không sống yêu thương thì chúng ta cũng như vậy. Tâm hồn chúng ta nặng trĩu, và mình không phải là mình tương tư người yêu của mình, mà mình tương tư cái người mà mình ghét bỏ, bực tức khó chịu lắm. Cho nên cuối cùng thì chính mình làm khổ mình chứ không ai cả. Cho nên một Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ: thầy nói với anh em là những người nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em. Khó vô cùng lạy Chúa tôi, khó lắm. Những người vu oan giáng họa, làm sao chúng con có thể tha thứ cho họ được? Mắt đền mắt, răng đền răng, one by one, một chọi một. Thế nhưng thầy Giêsu lại nói rằng không phải như thế, hãy tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Và như vậy Kitô giáo đã đem đến cho một nhân loại đầy hung tợn này sự yêu thương, một sự thân thiện với nhau và dám tha thứ cho nhau. Chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ghê quá, nó táng mình một cái, đưa cái má bên kia cho nó táng tiếp cái nữa. Ngu gì? Chúa Giêsu có dạy mình ngu ngốc như vậy không? Không phải. Chúa Giêsu nói mình phải hiểu ý của Chúa Giêsu muốn nói gì. Người Kitô hữu không phải là cái người ngây ngô ra đời cho người ta bắt nạt, không phải vậy. Mà nếu như nó tát mình một cái mà mình đưa cái má bên kia cho nó táng cái nữa, mà nó hối hận, nó ăn năn, thì con ơi, con hãy ráng chịu thiệt thòi để cứu được người anh em của con. Có nghĩa là khi sự chịu đựng của mình đem đến sự hoán cải của họ, thì Chúa Giêsu khuyên con hãy chấp nhận sự hy sinh ấy để hoán cải người anh em. Còn nếu như mình đưa cái má bên kia nó táng mình tới tấp, chết không được. Trường hợp đó phải ngăn cản lại sự dữ, không để cho sự dữ phát sinh. Và như thế người môn đệ của thầy Giêsu khi yêu thương cũng có nghĩa là chịu phần thiệt thòi về mình.
chịu thiệt thòi để làm cho người anh em thức tỉnh. Trường hợp đó hãy chấp nhận. Chúng ta nhớ trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, quần chúng tán Chúa Giêsu một cái, chúng ta thấy Chúa Giêsu không đưa má bên kia cho nó cho một cú rờ ve nữa, mà Chúa Giêsu nói: tại sao anh lại đánh tôi? Nếu tôi nói sai, sai ở chỗ nào? Mà nếu tôi nói đúng, tại sao lại đánh tôi? Vì trong cái bầu khí mà sự hung tàn, hung dữ ấy, nó lên cực độ, thì Chúa Giêsu cần phải ngăn chặn lại. Và đó cũng là thái độ của người Kitô hữu. Yêu thương kẻ thù là tột đỉnh của tình yêu, mà chỉ có Thầy Giêsu mới dạy như thế mà thôi. Xin cho mỗi người chúng con đây được thấm nhuần lời Chúa dạy, để thay vì chúng con có những phản ứng vụt chạc, cho chúng con có được một sự bình thản đứng trước những điều xấu anh em gây ra cho chúng con, vu oan giáng họa cho chúng con chăng nữa. Xin cho chúng con có được một sự bình an, vì Chúa nói với chúng con rằng phần thưởng của anh em thật lớn lao, và người sẽ đong lại cho anh em đấu đã đủ lượng, đã dằn, đã lắc đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Xin cho chúng con được đầy tràn tình yêu của Chúa, và cho chúng con diễn tả được tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay, một thế giới của bạo động, một thế giới hận thù, một thế giới mà người ta dễ nổi nóng với nhau. Người Kitô hữu được mời gọi xây dựng một nền văn minh mới, một nền văn minh của tình thương, một nền văn minh ấy biết yêu thương cho kẻ vu oan giáng họa cho mình, yêu thương ngay cả những kẻ thù của mình, những người làm hại mình. Anh chị em cầu nguyện hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để con cùng tôi Chúa và những linh hồn ta cùng và thay đổi người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng cha.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Cha là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con, vì Cha đã dựng nên muôn vàn tinh tú, tô điểm không trung huy hoàng rực rỡ, dùng kim ô điều khiển ban ngày và trăng sao hướng dẫn ban đêm. Cha còn sai Đức Giêsu là mặt trời công chính đến soi sáng tất cả mọi người và dạy chúng con phải nên giống trẻ nhỏ để được vào nước trời. Chính vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh. Tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cho mỗi người chúng con biết ý thức hơn, để biết chăm nom, để biết bảo vệ môi sinh chúng con sinh sống được tốt đẹp, sạch sẽ. Chúng con cầu nguyện theo ý, xin tạ ơn bình an như ý. Linh hồn Giuse, các linh hồn tiên nhân, xin chúng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Francisco Assisi và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Anh em hãy hát khen Thiên Chúa bằng những lời thánh vịnh, thánh ca. Trong tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta mở tay dâng lên Cha kinh nguyện Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha xin Cha cho chúng con nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con ta trước cám dỗ, nhưng xin chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Cho gia đình chúng con, cho giáo xứ chúng con được đầy tràn yêu thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quyết tâm nghe lời Thầy Giêsu dạy sống yêu thương, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chúa Giêsu hiến thân chịu chết vì yêu thương, phúc cho những ai tin và đón rước Chúa.
Chúng con yêu thương kẻ thù, và rồi chính Chúa đã tha thứ cho kẻ thù, cho quân dữ.
Khi trên thập giá Chúa đã thân thưa với Chúa Cha, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và Bánh Thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Buổi chiều tối hôm nay, nhiều nhà thờ có giờ chầu Bình Thánh Chúa để cầu nguyện theo như lời mời gọi của Tòa Tổng Giám Mục. Giáo xứ của chúng ta sẽ dành ngày mai để cầu nguyện theo ý của Đức Tổng Giám Mục, cầu nguyện cho việc chăm sóc cũng như bảo vệ môi trường. Và chúng tôi có nhờ ban phụng vụ thánh nhạc phối hợp với ca đoàn, gia trưởng và gia đình Phật tạ Thánh Tâm để cử hành giờ chiều, giờ chầu vào chiều ngày mai lúc 6:30. Cho nên xin nhắc trước như vậy để chúng ta nhắc nhở đi tham dự giờ chầu đặc biệt chiều mai thứ 6 lúc 6:30. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Yeah.